Khang Audio Bình Dương. Xin kính chào tất cả các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí, gần 12 giờ rồi nha. Đấy. Uống hết cả chuyên chè này, uống hết cả chuyên nước rồi. Mời các đồng chí nhé. Thôi có ít, mời ít, có nhiều mời nhiều nhá. Mình uống thì mình phải mời thôi. Nhờ như vậy nó mới phải đạo nhá. Xin gửi tới các đồng chí coi như là trước khi vào chương trình audio, gửi tới các đồng chí bài thơ Đợi Anh Về và một bài thơ nổi tiếng của nước Nga nhá. Bài thơ này được sáng tác năm 1941 trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai đấy nhá. Đấy thì hoàn cảnh ra đời ấy là coi như là người anh ấy trước khi ra tuyển tuyến phục vụ cho lý tưởng nhá, trước khi ra tuyển tuyến chiến đấu ấy thì tạm biệt người vợ thân yêu của mình, anh ấy làm cái bài thơ mà mình đọc lại cho các đồng chí nghe theo bản dịch của Tố Hữu. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé. Mưa có rơi rầm rề, ngày có buồn lê thê. Em ơi em cứ đợi, dù tuyết rơi gió thổi, dù nắng cháy em ơi. Bạn cũ có quên rồi, đợi anh về em nhé. Tim anh dù vắng vẻ, lòng ai dù tái tê, chẳng mong chi ngày về, thì em ơi cứ đợi. Như các đồng chí đã biết, bài thơ này rất chi là nổi tiếng của Nga, nước Nga Xô Viết nhỉ. Sáng tác năm 1941 nhỉ. Đấy, trước khi ra tuyển tuyến chiến đấu nhỉ, cho lý tưởng. Thì cái đợt này thì cũng đang bòm bòm như thế mà. Chắc đợt tới này kiểu gì lại chả có vài bài thơ nhỉ, đợi anh về. Đúng không? Đấy. Trở lại chương trình audio báo cáo. Lại tiếp tục cho một đệ tử văn võ song toàn, đủ tiêu chuẩn sư phụ cho xuất sơn. Fujiyama DA 5000X. Những cái quan như thế này thì các đồng chí quá quen thuộc ấy, nó thuộc hàng chất lượng nhỉ? Nghe nhạc cũng như hát karaoke công suất nó không khỏe lắm, nó chỉ 12 con than bé thôi đấy. Thế nhưng mà ví dụ như ở mình chơi gia đình mình cảm thấy là nó cũng đáp ứng đủ nhu cầu đấy, các tiêu chí nghe hay, bày đẹp, nhìn phê pha. Thế mà thóc thì lại rất ít nhá, chỉ vài thùng thóc đây đấy. Tổng thể con này thì nói chung ấy là nó úa tàn theo thời gian nhá, úa tàn theo thời gian. Thế nhưng mà nó vẫn còn lưu lại những nét khả ái của thuở trăng tròn nhá. Đấy, quắc này thì rất chi là đẹp đúng không ạ? Quắc này mình chia sẻ rồi, nó dài rất chi là đẹp, được trang bị hai cầu AB riêng biệt. Còn đây là gì? Đây là tăng bát tăng chép mạnh lên đấy. Con nào cũng như con nào, con chị cũng như con em, con chị nó đi thì con gì nó lớn. Con nào cũng được trang bị chiếc AB là một con volume master và một con volume music. Hai con này nhá đều được trang bị chiếc AB, mà chiếc AB thì các đồng chí biết rồi đấy, độ bền cao, mà khi vặn này, khi vặn là nó có khớc ấy, nó có khớc nên là vặn tay mình sờ vào đã cảm thấy sướng này, sướng tay nhá, càng vặn càng sướng đấy. Giống kiểu gọi là uống rượu vào mà đi xe máy, các anh ấy chia sẻ vặn tay ga đấy, càng vặn càng sướng nhá. Đấy, thế nên là người ta mới cấm được cái chuyện là coi như đã uống rượu là không lái xe, có phải không các đồng chí trong gì, trong gọi là bạn hữu đường xa nhá. Đấy, trong tổ lái nói không với bia rượu nhá, khi uống xe, khi điều khiển xe. Tổng thể đang chạy hoạt động mượt mà êm ái, không tật bệnh nhá, không một tật bệnh gì. Echo thì con này mình đã thay nguyên cái bo Echo M50195 huyền thoại mới của mình đấy. Thế nên con này chưa cần dội diều vẫn có thể đàn ca 6 nhị nhá. Đấy, đương nhiên là cái thiết bị này là phải cho nó ăn điện đấy, chứ không cho nó ăn điện mà thì cắm vào nó hát thì nó cũng chẳng ra làm sao cả. Đấy, phải cho nó ăn điện, các đồng chí lưu ý nhá. Đấy, nó không ăn cái khác, nó chỉ con này chỉ ăn điện thôi. Đấy. 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 Tuy mặt tiền nhá. Đấy, tuy mặt tiền
hơi cũ thế nhưng mà đúng thật nè. Đấy, nó mặt nó hơi xấu nhưng kết cấu của nó thì rất chi là tuyệt vời nhỉ. Đấy, ngỡ ngàng ngay lập tức từ cái nhìn đầu tiên. Báo cáo này. Đây, đấy cái chân nguồn nhá, cái chân biến áp nguồn. Nó giống như kiểu mình vừa mới được lắp vào ngày hôm qua. Đấy, cái thằng cu nào nó hát cái bài em của ngày hôm qua. Ô, trước có thằng Lệ Rơi nó hát đấy nhá. Đấy. Đấy. Tiếp theo đây là đến mạch này. Mạch này là mạch lọc nguồn nhá. Nắn dòng gì là lọc nguồn, bốn con tụ lọc nguồn 63V 10.000 microfarad nhá. Đây này. Đấy, 63V này, 10.000 microfarad, đây là dung lượng của nó nhá. Đấy. Không lai tạp một cái gì cả ngoại trừ mình thay cái bo ECHO M50195 này của mình. Mình thay vào đây để làm gì? Để nâng chất lượng ca hát lên nhá. Đấy, chứ còn nghe nhạc thì nó không có tác dụng gì cả. Nó chỉ có tác dụng khi ca hát thôi. Đấy. Tiếp theo đến là cái mạch công suất. Đây. Đấy, mạch công suất đây. Đây, đấy, mạch công suất đây. Đấy. Cứ để như thế này. Để làm gì? Cứ để như thế này để xoay, vì là xoay. Xoay cho nó sướng nhá. Đấy. Đây. Đấy. Một mạch nhá. Tiếp theo sang bên mạch bên đây nữa. Đây. Sang bên mạch bên đây nữa. Đây. Hai mạch, mạch nào cũng như mạch nào. Cái này là cái ố nó bẩn bẩn đây này. Đấy nhá. Nó bẩn bẩn như cái qua thời gian nên nó ố phên vỉ lên. Đấy. Đó là hai mạch công suất nhá. Thế còn cái mạch gì nữa? Thì nó còn có mỗi cái mạch nhà, hai cái mạch mix với cái mạch echo với lại music master, thì mình tách video ra trong đấy mình thay chiếc áp thì mình quay rồi nhỉ. Đây đấy, toàn bộ chiếc áp công tắc mới hết đây, M50195 đây nhá. Đấy, để như thế này cho nó máu đấy. Mấy thằng cu con nó bảo một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai nhỉ, nó phang cho bỏ mẹ. Đấy. Đấy. 50195 nhá. Đấy. Đây. Quắc này thì vẫn quắc zin và cái keo này là mình đổ vào. Mình đổ vào. Đấy, để tránh trường hợp coi như thế là gọi là rụng 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 răng này nhỉ. Nhiều khi nó rụng ấy, cái mối hàn lâu ngày rồi. Đấy. Mối hàn kể cả thợ 6G với chuyện hàn xong nó bung ra là chuyện bình thường nhá. Còn đây là mặt sau của nó. Đấy, mặt sau của nó đây. Thế cái đám này, đám lằng nhằng, cái đám rắc này mình cũng thay mới hết rồi đây. Sáng choang nhá, sáng choang. Câu chữ U chữ ớ này thì cái nào cũng phải thay. Đấy. Còn đây là địa chỉ. Đấy. 32 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nhá. Made in Việt Nam. Đây. Nó là còn trang bị thêm cái tem vàng vàng này nữa. Đấy, công suất là 500W. 210W vào bên này, 210 240 chịu. Mặt nó nhìn nó nhòe, nhìn gà hóa quốc. Ô, nhưng mà mình nhìn con đực với con cái mình nhìn vẫn tinh lắm đấy, lại thế rồi phú cho đây. Tiếp thì cái đám ốc này, cái đám ốc này nhá, cái đám ốc này mình đã kiểm tra kỹ đi. Kiểm tra kỹ vặn đi vặn lại vẫn còn tốt, không phải thay nhá. Đấy, nó là như vậy. Đây. Đây là mặt dưới của nó này. Đây, mặt dưới đây. Đấy. Mặt dưới đây nhá. Trông cũng không đến nỗi nào, đúng không ạ? Đấy, chẳng qua cái mặt tiền nó hơi hơi bị thế thôi chứ còn về tổng thể vẫn còn bày biện được vào tủ kệ nhá. Đấy, lại đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai, tại vì mình bán những cái con mỹ nhân nó mình nhìn nó quen mắt này, thế sang nghe bên cái con này nó không xếp vào cửa hàng tuyệt sắc danh nhân nên mà mình nhìn thì mình cảm thấy thế thôi. Chứ còn ví dụ như mà mình đang nhìn những hạng tầm thường mà gặp con này nhé, thì con này nó lại trở thành mỹ nhân nhá. Đấy. Thôi thì cũng đến giờ như thế là dừng clip để đi ngủ rồi nhỉ. Thì đồng chí nào mai ngày chủ nhật, ngày chủ nhật thì bên đơn vị vận chuyển người ta coi như thế là nghỉ nhỉ, người ta nghỉ. Thế nhưng các đồng chí
không nhất thiết phải nghỉ nhá, các đồng chí chỉ nghỉ làm thôi chứ còn đặt hàng là không nhất thiết phải nghỉ đấy. Ngày mai ngày chủ nhật cứ đặt hàng thoải con gà mái kia, thùng xốp kìa đấy, thùng xốp kìa nhá đấy, thùng xốp rất nhiều, hàng âm ly rất nhiều, phụ kiện audio rất nhiều đấy. Đồng chí có nhu cầu gì cứ liên hệ với mình nhá, liên hệ mình nhé, xong là mình sẽ điện lại cho, hoặc là chúng ta liên lạc qua Zalo để tiết kiệm nhỉ. Đấy thôi, cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí ngủ ngon nha. Mẹ thương A Cây, mẹ thương bộ đội nha. A Cây ngủ ngon.